2020 Bitches, Alex, Nash, Debito, Huang in the house, Alter. Jetzt wird abgefuckt, man. Let's go. Ví dụ số 3 này. 3x cộng 1 nhân căn của 2x bình trừ 1 bằng 5x bình cộng 3 phần 2x trừ 3. Thì câu chuyện ở bài tập này, các bạn sẽ thấy rằng là trong căn là 2x bình, ở ngoài là 5x bình, thì nó đã bị vênh nhau. Nó không thể là vừa đủ nữa, mà không thể vừa đủ thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải chèn tham số m vào để chúng ta tìm. Chúng ta cứ làm một cách rất là bình thường, phân tích nhé. Đầu tiên là điều kiện này, và sau đó thì mình sẽ quy đồng nhân 2 lên để bài nó đỡ bị loằng ngoằng. Đó, quy đồng nhân 2 lên thì chúng ta sẽ thấy rằng là phương trình nó sẽ trở nên đơn giản hơn một chút. Đến bây giờ thì bắt buộc các bạn sẽ đặt ẩn phụ sẽ là căn của 2x bình trừ 1 thôi. Dạng này thì thông thường là về bên này là 10x mũ 3 thì sẽ là đối xứng hơn, đúng không? Đây thì không đối xứng lắm. Thế nên là mình cứ đặt ẩn phụ là thế này thôi. T bằng căn của 2x bình trừ 1, T lớn bằng 0. Ok chưa? Thế bây giờ hệ số T là bao nhiêu? Không thể biết được. Ở đây là 10x bình thì T có thể là bằng 5. T có thể bằng 5. Đúng không? Thì phương án đầu tiên của mình ý, phương án 1 thì mình sẽ nên chọn phương án là 5 trước. 5T bình sẽ bằng là 10x bình trừ 5. Giống như cái bài ví dụ 3 ấy, nó vừa sinh luôn. Ví dụ thành ví dụ này, chết. Đúng không? Nó vừa sinh luôn thì thôi, mình cứ tôn trọng cái tư duy ban đầu như vậy. Ok không? Thế như vậy là phương trình của chúng ta sẽ chuyển thành là 5t bình này trừ 5, thì đây là trừ, bên này là trừ 6 đúng không? Thì bây giờ mình cần trừ 1 thôi, cộng 3x trừ 1. Đúng không? Trừ cho 2 lần 3x cộng 1 nhân với t 0. Sau đó thì mình sẽ viết lại sao cho nó ra được thành delta, thì mình đổi vị trí thôi. Đấy, viết lại t đây, t bình này. Đương nhiên bài trên thì mình sẽ phân tích rất là kỹ, còn bài này thì chúng ta cứ xem một cách rất là bình thường là delta phẩy đi sẽ bằng với là 3x cộng 1 này. Các bình trừ cho 5 lần 3x trừ 1, đúng không? Như vậy nên ta phẩy sẽ bằng 9x bình cộng 6x cộng 1 trừ 15x cộng 5 sẽ bằng 9x bình trừ 9x cộng 6. Như vậy nên ta xấu rồi, nên ta rất xấu. Thì nếu delta xấu như vậy thì mình sẽ phải chọn một cách hợp lý. 5 không được. Nếu mà 5 không được mà lên 6 thì nó sẽ bị âm. Thì bây giờ mình 5 mình tụt xuống 4 đi. 4 không được thì 3, 3 không được thì 2, 2 không được thì 1. Ok không? Như thế thì cái hệ số của x bình nó bị trội ra ngoài ấy, nó sẽ ít hơn. Và như vậy làm nó sẽ đơn giản hơn. Ok không? Thì phương án 1 nhé. Bây giờ mình chuyển sang phương án số 2. Bắt buộc phải thử nhé. Nếu không thử thì bắt buộc các bạn phải đi tìm m, còn giải m thôi. Còn ở đây mình chơi trò cù nhầy. Thực tế mình nghĩ là cái cù nhầy này thì nó vẫn sẽ nhanh hơn. Là mình bình trừ 4. Và như vậy thì mình sẽ có được cái phương trình là 4t bình này cộng 2x bình cộng 3x. Cái đây trừ 4 thì đây là thành trừ 2. Trừ 2 lần này nữa bằng 0. Ok chưa? Thì như vậy là mình sẽ viết gọn lại cái phương trình này. Copy thôi các bạn. Đẩy cái phần t bình này lên trên. Rồi. Vẫn là delta phẩy đúng không? Bằng vẫn là 3x cộng 1 tất cả bình.
ta phải trừ 4 nhân với cả cụm đằng sau. Hy vọng là đẹp các bạn. Copy lại. Thực tế gõ nhanh hơn copy. Trừ 8x bình. Trừ 12x cộng 8. Câu chơi khấn phất là phải đẹp. Bằng x bình. Đẹp. Trừ 6x cộng 9. Úi dồi ôi. Tuyệt vời đúng không các bạn? Tuyệt vời không? Rất tuyệt vời đúng không? Tuyệt vời nhỉ? X bình trừ 6x cộng 9 rất là tuyệt vời. Thế ra luôn rồi. X trừ 3 tất cả bình. Đó các bạn thấy không? Lý thuyết là mình sẽ đi đặt tham số nhưng mà chúng ta nên thử. Thử rất nhanh mà. Ra đen ta sửa trên phương cái là ok ngay. Đến đây thì các bạn giải thôi. Mình sẽ không giải chi tiết cho các bạn nữa. Giải là T bằng 2x trừ 1 trên 2 và T bằng x cộng 2 trên 2. Là giải ra được nghiệm như này. Quá đẹp và xinh đúng không? Đó. Các bạn thấy ví dụ 3 có tuyệt vời không? Quá tuyệt vời. Mình nói thật là không có gì tuyệt vời bằng việc mà chúng ta sẽ tìm được cái delta là chỉnh phương quá đẹp và xinh. Đương nhiên là giải thì số nó hơi xấu. Quên mất thì không biết là kết hợp điều kiện chưa. X nhỏ hơn bằng âm căn 2 trên 2. Các đoạn này không biết là kết hợp điều kiện chưa nhỉ? Chết giờ. Cái này thì mình không nhớ là mình đã kết hợp điều kiện chưa. Thôi các bạn cứ kết hợp điều kiện cho mình và tự giải nhá. Rồi mình cũng chuyển sang ví dụ số 4 xem có nội dung là gì nhá. Ví dụ số 4 mình mang đến cho các bạn là học sinh giỏi năm sách là cái bài ví dụ 5 này. Đấy. Hôm trước chưa giải quyết cho các bạn cái triệt để. Đặt hai ẩn phụ thì không ra, bây giờ mình sẽ đặt một ẩn phụ cho các bạn xem, đưa về hệ phương trình đối xứng không hoàn toàn, được không? Ví dụ số 4 này. Tháp Eiffel. Đèn trắng. Bài này thì rất là buồn là mình lại chưa gõ. Chưa gõ các bạn ạ. Chưa gõ thì mình phải gõ hết toàn bộ. Thế mới đau. Mình gõ với bài kia thôi. Vì đúng cái ví dụ này mình lại không gõ. Mình mới cùng các bạn cùng làm thôi. Chả vấn đề gì cả. Coi như là mình với các bạn coi như là không biết gì. Những bài trên thì coi như mình biết trước đáp án rồi thì chẳng hạn. Đúng không? Thế thì cái ví dụ 4 này nó khác gì với cả ví dụ 3 hay 1? Thì trong cái căn này nó là bậc nhất này các bạn này. Với các ví dụ trên thì căn là nó là bậc 2. Đấy, bậc 2. Bậc 2. Ví dụ 1 vẫn là bậc 2. Ví dụ 4 nên đặc biệt hơn thì nó là bậc nhất. Bậc nhất thì sẽ chắc chắn là phải có sự khác biệt rồi đúng không? Bằng T thôi. Lớn hơn là bằng 0. Như vậy T bình sẽ bằng 2x trừ 3. T bình bằng 2x trừ 3 kia là 2x bình. Bây giờ câu chuyện là mx bình thì như nào? Hay là vừa sinh luôn là 2x bình nó chính là cái tham số kia? Câu hỏi cũng kiểu hy vọng là cái 2x bình kia nó vừa đúng thôi. Nó không vừa đúng thì nó cũng căng đúng không? Vậy thêm bớt nữa thì thêm bớt thì nó cũng chả ra T bình là cái gì cả. Cái câu chuyện là chỉ hy vọng là nó vừa sinh thôi. Các bạn hiểu ý mình không? Ok, thì bây giờ mình cứ làm một cách bình thường thì vẫn là 2x bình. T bình thì mình vẫn để nguyên T nhá. T bình mình vẫn để nguyên T thì có nghĩa là bây giờ phương trình của mình sẽ là T bình này. Thì mình phải trừ 2x bình đi đúng không? Cộng 2x bình trừ cho lần 3x 3x trừ 1 ở bình. À nhầm. 3x trừ 1 T trừ 3. Trừ 3. Trừ 2x trừ 3 nữa. Bằng 0. Đúng không? Trừ 3 để trừ 3 gốc. Trừ 2x cộng 3 đây. Ok. Như vậy phương trình sẽ thành T bình này. Mình đổi vị trí luôn nhá. Trừ 3 cộng T rồi. Cộng 2x bình. Trừ 2x cộng 3. Không. Hy vọng với hệ số T bằng 1 thì sẽ ra luôn. Còn không thì bắt buộc sẽ phải chọn một cái con số khác chẳng hạn.
Delta luôn đúng không? Trừ 1 tất cả bình. Cộng 4 lần 2 bình trừ 2 x cộng 3. Cộng 3 với trừ 3 là hết rồi. Ok chưa? Chắc là đúng nhỉ? 9 x bình trừ 6 x cộng 1 cộng 8 x bình trừ 8 x. Ôi 17 x bình. Không được. Trừ 14 x cộng 1. Như vậy là với cái phương án lại m bằng 1 là không không ổn đúng không? Phương án với m bằng 1. Phương án với m bằng 1 là không hợp lý rồi. Tăng lên hoặc giảm xuống thôi. Cái này thì tăng lên mà phải giảm xuống, m bằng 0 thì không khả thi đúng không? Bây giờ mình sẽ chọn một cái phương án trên đi. Phương án m bằng 2 đi. Như vậy là 2t bình bằng 4x trừ 6. Như vậy phương trình sẽ trở thành là 2t bình cộng với 2x bình trừ 4x cộng 6 bằng 0. Chỉ cầu trời khấn Phật cho lần này số chẵn mà thôi các bạn ạ. Chứ không thì số xấu lại phải lần m bằng 3. Không vấn đề gì nhá. Cứ làm theo đúng lý thuyết. Kiểu gì cũng ra. Cộng 2x bình trừ 4x cộng 3 không. Như vậy delta sẽ bằng là 3x trừ 1 tất cả bình trừ 4 nhân 2. Ơ, b bình trừ 4ac thì đây phải là trừ chứ. Chết giờ. Trừ chứ. Cộng. Ô ô. Trừ 4, đây trừ 8. Cộng 8. Ô ô. Đúng, được cái chứ nhỉ? X bình cộng 2x cộng 1 bằng ô. Đẹp luôn này các bạn. Ra rồi. Ôi, lỗi. Xin lỗi các bạn nhé. Có lẽ là chưa chuẩn bị trước, thế nên là trong lúc bối rối thì mình lại đi tính nhầm. Không vấn đề gì nhá. Trừ 1 này cộng x cộng 1 trên 2a thì là trên 2 và sẽ bằng là 4x trên 2 thì bằng 2x. Ok, và t sẽ bằng lộ 3x trừ 1 ô trừ x trừ 1 trên 2 sẽ bằng 2x trừ 2 trên 2 thì bằng x trừ 1. Xem có đúng kết quả không nào. Nhân tử 2x và x trừ 1. 2x và x trừ 1 tôi chuẩn rồi. Thì cuối cùng là không cần phải nhân 2. Hợp lý chưa? Ok nhá. Như vậy là với cái kiểu trong căn là bậc nhất thì cũng không ảnh hưởng gì đến với bài toán cả các bạn nhé. Các bạn cứ làm theo cách bình thường. Và thông thường thì chúng ta sẽ chọn cái tham số đúng vào cái tham số của đề bài cho trước, sau đó thì chúng ta sẽ nhảy lên sau. Ok không các bạn? Thế nhá. Chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ số 5, ví dụ tiếp theo. Ví dụ số 5 có nội dung như sau là x bình cộng x cộng 12 căn x cộng 1 bằng 36. Có vẻ khá là gọn đúng không? Tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ thử làm xem bài tập này như nào. Bài tập này thì cũng hơi giống với bài tập ví dụ số 4 đúng không? Hơi giống ví dụ số 4. Cũng trong căn là bậc nhất. Thế thì chúng ta cứ làm điều kiện thôi. X lớn hơn bằng âm 1. Lớn hơn bằng âm 1 thì có cái trường hợp x bằng 0. X bằng 0 thì x phải khác 0.
không 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 đây là 12 bằng 36 chắc chắn là x phải khác không. Ok không? Thì số x bằng 0 nó hơi tế nhị kiểu vậy. X bằng 0 không thỏa mãn mà. Ở đây không không không, không phải điều kiện, thì chỉ là điều kiện ẩn thôi. Thế thì bây giờ là mình cũng sẽ đặt ẩn phụ thôi. Đặt ẩn phụ là căn của x cộng 1 thì bằng t. Như vậy là t bình sẽ bằng x cộng 1. Thì cái việc đơn giản nhất là chúng ta sẽ chọn tham số như bình thường. Đúng không? Mình nhân cả hai về với x ý. X t bình bằng x cộng 1 ý, thì có khi luôn ra luôn cái trên này. Các bạn thấy không? Nếu thôi mình cứ thử nhé, bởi vì ví dụ đưa ra thì nó cũng có thể có nhiều ý tưởng đúng không? Bây giờ mình cứ làm theo cách bình thường xem có ra không chẳng hạn. Như vậy là t bình nhá. Cộng với x bình này. Cộng x cộng với 12t trừ x trừ 1 trừ 36 bằng 0. Ok chưa? Như vậy t bình này cộng x bình này trừ x cộng x là hết ở đây trừ 37 cộng 12t cộng với 37 0. Như vậy phương trình sẽ trở thành là t bình cộng 12t cộng với x bình cộng 37 0. Và delta chúng ta sẽ được là bằng delta phẩy đi sẽ bằng là 36 trừ trừ không phải không phải trừ 4 nữa là trừ x bình cộng 37 bằng 0 bằng trừ x bình trừ 1 sẽ bằng là cộng này thì luôn âm. Luôn âm thì phương trình lại vô nghiệm. Vô nghiệm các bạn. Phương trình này vô nghiệm. Nói chung là cái đặt này không khả thi cho lắm. Không những không giải được mà phương trình còn vô nghiệm cơ. Phương trình vô nghiệm thì hơi bị căng rồi, đúng không? Thế bây giờ đối với cái dạng mà delta lại không làm được như này thì như thế nào? Câu chuyện chia sẻ thì vẫn phải nhân nhân thêm thôi. Nhân thêm bao giờ cho phù hợp thì thôi. Ví dụ 11 không được thì cho 2. Đúng không? Thử nhá. Đây là với m tham số hóa nhá, tham số hóa với m bằng 1. Không được thì với m bằng 2 thôi. Cố gắng tìm bằng được thì thôi. Nhưng mà có thể là cũng sẽ rất là khó đấy. M bằng 2, đây sẽ là t bình, 2t bình sẽ bằng là 2x cộng 2. Phương trình của chúng ta sẽ là 2t bình này. Mình sẽ copy lại cái phương trình này. Mình chỉ thêm số vào thôi cho nhanh nhá. 2 này. Đây là trừ 2 x trừ 2. Hy vọng sẽ có được một kết quả đẹp. Đúng không? 2t bình cộng 12t cộng x bình trừ x trừ 38 bằng 0. Vẫn là delta phẩy thôi. Sẽ bằng b phẩy bình vẫn là 36 trừ cho 2 nhân x bình trừ x trừ 38 bằng 36 trừ 2x bình. Trừ 2x bình thì chắc là khó rồi. Cộng 76. Đúng không? Đúng rồi. Bằng trừ 2x bình cộng 2x cộng với cả 112. Không ổn không? Kể cả tí nữa mình chọn hệ số 3 cũng không ổn đâu. Hệ số 3 thì tí nữa nhân hệ số vào thì cũng sẽ là 3x bình thì sẽ không chọn được. Thế nên là mình sẽ chọn một con số cuối cùng là m bằng 4. Xem kết quả bằng là gì nhá. 4 để tí nữa mình nó sẽ ra được số chính phương. Các bạn hiểu ý mình không? 4 nhá.
Nếu không được này thì có lẽ là mình sẽ phải chọn một cái phương án khác, chứ không thể để cái vấn đề nó như vậy được. Hy vọng đến cái cậu này thì sẽ vừa đẹp đúng không? 36 này. Chúng ta phẩy bằng 36 trừ cho 4 nhân AC thôi. Cầu trời là đẹp đi. À nhưng mà như thế thì ra số bình phương thì vẫn là âm nhỉ? Âm thì thì chỉ có thể bằng 0 thôi. Chiều thay bằng 0 thôi. Thế thì giá nghiệm luôn à? Cộng 12x cộng 160 bằng 4x bình cộng 12x cộng 196. Trừ AC. Đây phải bình chứ AC. Tiếc đây là âm. 96 thì lại là 14 bình. 14 bình. Thì không ổn đúng không? Nên ta ở đây xử lý, nếu mà xử lý nữa thì cũng không ổn một tí nào. Bài này chắc là sẽ có cái trường hợp đặc biệt. Thế thì các bạn sẽ thấy được là khi mình đặt ẩn phụ đây là x cộng 1 thì đây là x bình cộng x, thì hệ số nhân thêm ý, mình sẽ chọn là x được không? Mình sẽ chọn là x nhá. Cái m ở đây mình sẽ chọn là x đấy. Thế thì nếu mà m bằng x thì mình sẽ xét cái trường hợp là x phải khác 0 nữa, bởi vì nếu x bằng 0 thì không khả thi đúng không? Mình sẽ xét cái trường hợp x lớn hơn bằng 1 x phải khác 0, thì đương nhiên x khác 0 không là nghiệm rồi. Thì mình sẽ chuyển về được phương trình như thế này. X t bình cộng 12t trừ 36 thì nó sẽ rất là gọn. Đúng không? Và mình sẽ tìm delta phẩy. Delta phẩy. Delta phẩy thì bằng 36 cộng với 36x. À. Không ổn một tí nào. Đúng không? Đấy. Căn của cậu này. Thế thì chúng ta sẽ rút 36 ra thì sẽ bằng đúng t bình luôn. Đấy. Rất may mắn là đúng là số chính phương luôn. Thế thì m ở đây chọn là x chứ không phải là chọn 1, 2, 3, 4 nữa. Câu chuyện nó đã phức tạp hơn rất nhiều rồi. Đúng không nào? Đến đây thì các bạn sẽ giải một cách bình thường thôi. Nó sẽ giải ra được hai nghiệm. Đến đây thì mình cái này thì mình giải cho các bạn rồi. Đây. Nhân ta thì bằng t bình thì t sẽ bằng là trừ 6 cộng trừ 6t trên x thôi. Đấy. Thì với cái việc là trường hợp 1 này, t sẽ bằng trừ 6 trừ 6t trên x thì phương trình này vô nghiệm. Trường hợp 2, t sẽ bằng trừ 6 cộng 6t trên x thì x sẽ bằng 3. Đấy. Ok chưa? Không vấn đề gì đúng không? Ở bài toán ví dụ số 5 này chỉ khai thác thêm mỗi một tí nữa là cái delta sao cho nó phù hợp thôi. Đúng chưa? 1 không được, 2 không được, 3, 4 không được thì nhìn vào cái đề bài để mình nhân thêm hệ số x. Ok chưa? Thì bài ngày hôm nay của mình có lẽ là đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn trong các ví dụ tiếp theo. Được không? Ví dụ tiếp theo sẽ có những cái ví dụ hay ho hơn. Được không nào? Bye bye.